răng ố vàng, xỉn màu là lý do chủ yếu khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp. Để tình trạng ố vàng kéo dài, khoang miệng có thể xuất hiện mùi hôi là biểu hiện điển hình của bệnh lý răng miệng nghiêm trọng. Do đó, cần chú ý màu sắc của răng để dự báo về sức khỏe cũng như các bệnh lý có thể gặp phải. Nguyên nhân khiến răng ố vàng do men răng bị bào mòn, làm cho ngà răng bị lộ ra, gây hiện tượng răng ố vàng. Ngoài ra, có những nguyên nhân khác do thói quen sinh hoạt hàng ngày, cũng như những trường hợp khách quan phải kể đến như răng ố vàng vì hút thuốc lá, bị ố vàng răng do bẩm sinh và di truyền, do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh, răng ố vàng do thực phẩm, răng ố vàng vì tuổi tác, bị ố vàng răng do sâu răng, do vệ sinh răng miệng không đúng cách, do bị nhiễm chất clo, bị ố vàng răng do chấn thương. Nếu tình trạng răng ố vàng của bạn là do thói quen sinh hoạt và do ăn uống, thì dưới đây là một số giải pháp cho răng ố vàng tại nhà. 1. Sử dụng nước hòa với baking soda để đánh lên phần răng vàng xỉn màu. 2. Đổi bằng chải đánh răng giúp làm sạch mảng bám tốt hơn. 3. Nếu vừa xảy ra chấn thương và đập đến phần răng miệng, cần phải đi kiểm tra xem có ảnh hưởng gì đến phần cấu trúc răng mà mắt thường không thấy được hay không. 4. Kiểm tra loại kem đánh răng bạn đang sử dụng có chứa lượng fluoride quá mức không, nếu có hãy thay đổi. 5. Hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm chứa tinh bột và đường. Đây là điều kiện cho vi khuẩn răng miệng sinh sôi nảy nở, phá hủy men răng và gây nên tình trạng răng ố vàng. Trường hợp các phương pháp khắc phục răng ố vàng tại nhà không còn hiệu quả, hoặc khi răng bạn bị ố vàng và cảm thấy đau buốt, thì có thể tham khảo một số phương pháp chữa trị răng ố vàng tại nha khoa, có thể kể đến như chữa trị răng ố vàng bằng cách cạo vôi răng. Cạo vôi răng đối với các tình trạng chân răng bị vàng nhẹ, các trường hợp răng không bị nhiễm màu quá nhiều, cạo vôi răng thường xuyên sẽ giải quyết vấn đề này khá tốt. Đây được xem là giải pháp khắc phục tình trạng răng ố vàng dạng nhẹ. Tẩy trắng răng 4.0 công nghệ dung whitening. Tẩy trắng răng 4.0 công nghệ dung whitening là phương pháp sử dụng bước sóng của ánh sáng đèn dung. Sau khi răng được bôi dung dịch tẩy trắng, sẽ được chiếu ánh sáng xanh nhằm cắt đứt các tác nhân gây xỉn màu, mang lại một hàm răng trắng sáng hơn rất nhiều so với màu tự nhiên từ 3 đến 5 tông. Thông thường, tẩy trắng răng 4.0 công nghệ dung whitening diễn ra trong thời gian khoảng 60 phút. Sau khi tẩy trắng, bạn có thể duy trì hiệu quả lâu dài trong khoảng từ 3 đến 5 năm. Bột răng sứ thẩm mỹ, giải pháp khắc phục triệt để răng ố vàng. Trường hợp răng bị ố vàng, đổi màu do nhiễm kháng sinh, lúc này phương pháp tẩy trắng răng sẽ không có tác dụng. Vì vậy, giải pháp tốt nhất có thể khắc phục đó chính là bột răng sứ thẩm mỹ. Với phương pháp này, bác sĩ sẽ loại bỏ phần men răng bên ngoài, sau đó gắn bảo sứ có thiết kế phù hợp với khuôn răng của bạn lên phần cùi răng. Răng sau khi bọc sứ có màu sắc trắng trong tự nhiên, độ bền ổn định, giúp cho bạn có thể ăn nhai thoải mái. Liên hệ nha khoa chồng răng Sài Gòn, hotline 0986 438286 để được các chuyên gia hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tư vấn giải đáp và xử lý răng ố vàng hiệu quả. Nha khoa chồng răng Sài Gòn, uy tín, chất lượng, tận tâm.